Rồi thì sẽ học tiếp nhé. Bây giờ mọi người thường xuyên có những cái nhu cầu này, gọi là mọi người nhớ những cái hình này nào, cái hình mà bài 2 mọi người chia ấy. Đây là những cái mà mọi người rất là hay gặp. Để mọi người có nhớ những cái hình kiểu như này không? Mọi người có thể chỉnh những cái content ấy nó hiển thị theo dạng gì, đúng không? Trong bài thực tế nó sẽ kiểu như này này. Tức là đây là cả một cái cả một cái thẻ deep chẳng hạn. Thì bây giờ mọi người có nhu cầu là cho cái ảnh ra giữa, đúng không? Cho một cái ảnh ra giữa. Đấy. Hoặc là mọi người muốn chia nó kiểu như này, fix size đúng không? Hoặc là thậm chí bên này fix, ví dụ như cái left menu bên này này. Đây mọi người nhìn thằng Facebook nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy cái thằng Facebook không? Ví dụ bên này nhá, nó không phải là tự động nó giãn ra mà nó chỉ là giữ nguyên nhá. Xong rồi khi nào bé quá thì nó ẩn đi thôi. Cái ẩn đi này thì nữa thì mọi người sao? Được chưa? Đấy. Đấy thì như những cái bài này thậm chí là nó fix luôn size vào đây. Đúng không? Bên này có thể là cho auto là làm cái gì đấy chẳng hạn. Ok chưa? Đấy, nó xuất hiện nhiều, rất là nhiều những cái layout kiểu kiểu như này. Đấy, hoặc là trong những cái bài tập của mọi người này. Đây. Ở cái tag này thì không nói nhá. Cái tag align này thì nữa mọi người sẽ làm. Đây. Mọi người sẽ có những cái nhu cầu hiển thị cả một cái ô ấy, nó lại giữa những cái thẻ như này, đúng không? Nó lại kéo dài từ đây đến đây, đúng không? Đấy. Thì ví dụ như theo bài này mọi người thì làm như nào? Ví dụ như cái thằng này trước đi, làm từng cái nhá, cho dễ. Thằng này thì đầu tiên là có container bên ngoài này, ok chưa? Thằng này thì dạng cái này mọi người có thể chỉnh là justify content là căn theo trục main, mọi người chỉnh ở cái thằng container trước. Đấy, là thằng này là Flex Start và một cái là Align Item là theo trục Cross, đúng không? Là cũng là Flex Start luôn. Hai thằng đều là Flex Start thì mặc định nó là Flex Start, thì thậm chí mọi người không ghi thì nó vẫn là mặc định. Còn như cái thằng này thì sẽ là gì à? Hai thằng cùng là Center đúng không? Đấy, thằng này thì là Flex End đúng không? Còn thằng này. Thằng này Spare không, thằng này đâu phải spare around. Spare around chỉ khi mà mọi người có nhiều item mọi người mới giãn nó ra. Thằng này thì thực ra không xét được, nó nằm ngoài vùng rồi, đúng không? Nó nằm ngoài vùng rồi, em không không biết là có xét được cái này không, thì nó mọi người để thử, nhưng mà hình như không xét được. Đấy. Còn ví dụ như thằng này, người định thiết kế nó như nào? Đầu tiên là container ở đây, được chưa? Tiếp. Content Align item là center, được chưa? Nhưng mình không fix width, fix height gì cho nó. Thì là mình sẽ để width của nó là 100%. Được chưa? Thì có phải là nó sẽ full hết từ đây ra đây không? Đúng không? Ok nhỉ? Đó. Thế mọi người thấy thử nhá. Đấy, còn tương tự mấy cái thằng này thử nào. Đây. Ví dụ như mọi người muốn chia một cái layout này sẽ nhỉ. Đây. Đầu tiên thì thằng này mọi người có thể cho là deep cũng vẫn được. Deep được. Được, đúng không? Còn hai bên dưới này. Đúng rồi, hai thằng này là một container nhá. Mọi người sẽ bọc một cái container từ đây đến đây này. Đấy, sau đấy thằng bên này. Mà thực ra chả cần, mọi người cứ cho hai cái thằng deep con ở bên trong, đúng không? Sau đấy thì căn gì nữa, căn direction sẽ là row, ok chưa, đúng không? Căn direction là row thì nó sẽ hiển thị. Đấy. Còn một cách nữa nhé, mọi người có thể căn cả cái layout này là theo dạng flex đều được. Thì đầu tiên nhé, là cái thằng đầu tiên đấy mọi người cho nó là 100%, đúng không? Width là 100%, ok chưa? Đấy, xong rồi đến hai thằng này 40 60 hoặc là 30 70 đúng không? Xong rồi đến thằng này. Đấy lại 100%. Đơn giản đúng không? Đấy, và hướng của mọi người để là hướng gì? Cái direction này. Đúng rồi, direction là row thì giống như kiểu thầy 100%, do thằng này hết chỗ cho nên là xuống. Đúng không? Thầy 30% vẫn còn chỗ cho 70%, thì 70% nên nằm ở đây. Trên thực tế nó đang hiển thị hết theo chiều gọi là chiều ngang ấy. Nhưng mà do nó hết chỗ cho nên là nó xuống ra. Mình hiểu ý tưởng.
Thì mọi người có thể làm tương tự với thằng này nhá. Rồi, thằng này như thế thôi. Ở đây nó là một cái gọi là direction này. À đâu, một cái container này. Đúng không? Đúng không? Tiếp theo mọi người chia nữa nhỉ? Bên ngoài nó phải bọc một cái thẻ nữa. Được chưa? Đây nha, ví dụ nha, đây này. Đấy là một cái container để vẽ hình nha. Đấy, mọi người có thể thiết kế nó theo rất là nhiều cách nhé. Không nhất thiết nó phải. Đây, đầu tiên là một cái container từ đầu đến cuối này, ok chưa? Tiếp theo nhé. Đây, đây phải là một cái nữa, đúng không? Mọi người có thể lồng hai container vào với nhau. Đấy, sau đấy thì bên này là ấy thôi, bên này là khoảng độ 70%. Đúng không? Hướng là hướng râu. Bên này là 70%. Đây, cả cái bên này này. Cả cái bên này là 70% này. Bên này 30%. Xong trong thằng này lại chia ra hai cái díp nữa. Là được. Hướng là hướng column. Ok chưa? Thì vậy được. Không có đây gì cả. Rồi. Còn cách thứ hai ấy, là thay vì mọi người chia cái thằng bên trong này là thằng container này, thì bây giờ mọi người chỉ cần một thằng deep ở đây thôi. Thì mặc định có phải là deep là chiếm 100% không? Thằng này deep, thằng này deep. Thế thôi. Không cần phải container gì bên trong nữa cả. Ok chưa? À, thì nói chung là mình vận dụng tùy gái thôi. Còn mọi người thích cứ container vào nó cũng chả sai. Ok chưa? Thì đây là những cái bài. À, hoặc là những cái bài kiểu như này. Thì mọi người định chia như nào? Ví dụ như cái bài này chia nhỉ? Đây, ví dụ như cái bài này thì mọi người chia như nào? Đầu tiên là thằng này từ đây đến đây một phần, thì mọi người có thể chia từ đây đến đây, được chưa? Sau đấy thì cho text là dạng text align là center, ok. Thì cái này là căn text riêng được đúng không? Đấy, thì đây là một cái. Rồi tiếp theo, đầu tiên là thằng này phải là một một cái gọi là container rồi, đúng chưa? Tiếp theo nhá, từ đây đến đây, từ đây đến đây là gì, là một item. Xong rồi từ đây đến đây này là một item nữa, đúng không? Đúng không? Thằng này container hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn đây là một item, đúng chưa? Và hướng của mình là hướng gì, row đúng không? Đấy, và ở chỗ này thì mình hiển thị nó như bình thường thôi, chỗ này mình hiển thị nó là deep bình thường được, được đúng không? Bởi vì mặc định những cái thẻ này này nó đã xuống dòng rồi, những cái thẻ kiểu kiểu như là một rồi chấm chấm cái thứ này mặc định nó đã xuống dòng rồi. Thế là mọi người để deep không cũng được, chứ không cần phải container để hiển thị nữa. Ok chưa? Thì nói chung là tùy mọi người nhận diện cái bài này nó như nào thôi, mọi người chia nó đây. Hóa như cái bài này thế này. Đây, như cái bài này thế này. Đấy, ví dụ mọi người có thể chia nhá. Đây là một tag rồi, đúng không? Xong rồi chắc chắn table này là một item này. Được chưa? Và đây là một item. Đúng không? Đúng không? Đấy, thì bây giờ giả sử đây là một cái ảnh này thì nó dễ làm. Đây là một cái ảnh. Thì có phải mọi người chỉ cần gọi là left start rồi center là được. Đúng không? Có phải là căn ở giữa này không? Đấy. Nhưng mà giờ giả sử đây là 6 cái sao? Ví dụ đây là 6 cái ảnh thì sao? Đây là 6 cái ảnh thì sẽ nhỉ? Thì chắc chắn đây trong này nó cũng sẽ là một cái gọi là một cái item nữa. Đúng chưa? Đấy thì mình hiển thị nó như nào? Làm thế nào để chia nó hai hàng? Ba phần. Thì mọi người có thể cho ba thằng này là một vào một cái deep này, đúng không? Hoặc là một container thì tùy. Đấy, xong bên dưới này là một cái nữa, ok chưa? Ui, hình dung nào, tức là cả bên ngoài này là một cái container nhá, được chưa? Hoặc là một cái deep đều được, một cái deep được. Đấy, xong rồi bên trong này này nó là một container, bên trong này là một container nữa, ok chưa? Ok nhỉ?
Đấy, và mọi người hiển thị ba cái item này nó theo row thôi. Nhưng mà lòng hơi nhiều nhỉ. Lòng hơi nhiều container. Đấy. Hay đó. Còn lúc mà kéo vào ấy, mọi người có thể để cái thuộc tính là flex grab nhé. Để làm gì? Để khi mà mình kéo cái này nó bé lại này, đúng không? Thì cái thằng table này tự nó xuống. Đúng không? Bởi vì nó không đủ không gian nữa. Mọi người hiểu ý được không? Thì khi đấy nó chỉ còn 6 cái ảnh ở bên trên và cái table này ở bên dưới. Ok chưa? Tí nữa thì sẽ hướng dẫn mọi người rõ hơn về cái responsive. Responsive nó kiểu như này này. Nó không phải như cái những cái gì mọi người vừa thấy đâu. Mọi người thấy nhá. Có ba cột đúng không? Nó là ba cột nhưng mà khi nhá. Mọi người kéo vào này. Đấy. Mọi người thấy mất đi không? Mọi người thấy mất một bên này đi không? Cái main, bên menu ấy. Đây này. Đấy. Mọi người thấy có menu không? Thế mọi người kéo này. Mọi người thấy mất mất đi không? Đấy. Kéo nhỏ thêm tí nữa là mất thêm cả cung chat này đi luôn. Đấy. Thì cái này gọi là responsive nhé. Tức là responsive không phải là chỉ đơn giản là gọi là to nhỏ item hay là xuống dòng, mà tùy từng cái loại. Ví dụ kiểu màn hình bé quá thì cái chuyện xuống dòng nhìn nó rất là lờ. Khi đấy người ta sẽ ẩn luôn cái item ấy đi. Đấy, thì những cái ẩn các thứ đấy thì sẽ phải làm một cách khác chứ không phải là bằng cái này. Ok chưa? Đấy, thì mọi người có thể xem qua nhé, xem qua bài tập hoặc là xem qua những cái ở dưới này. Đây là một vài những cái item. Đây là một vài cách chia nhé. Đầu tiên là mọi người căn một item con ở bên trong một item child. Còn cách thứ hai á, à còn loại thứ hai á, nó là mọi người chia theo cột. Đó. Chia theo cột này thì đơn giản rồi, dùng dùng gì? Dùng gì chia? Flex row đúng không? Là chia ba item đúng không? Là tỷ lệ như nào đấy thì đây là đang tỷ lệ là một đúng không? Đấy, thì mọi người có thể xem qua nhé. Nó đơn giản. Đó, thì mọi người có thể xem qua rồi làm thử qua một vài bài nhé để quen.